Thì thời tiết rất ủng hộ trong trận đấu ngày hôm nay. Và đến lúc này thì hiệp một trận đấu giữa hai đội Hắc Ngưu và Bạch Ngưu đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp một trận đấu này thì đội Hắc Ngưu sẽ ra sân với trang phục màu cam và bảo vệ khung thành bên phía tay phải và nhỏ quý vị và các bạn, thành viên của K41 trường Trung học phổ thông Yên Hòa tổ chức hàng năm. Đây là cơ hội ở cánh. Khi trận đấu này mỗi một hiệp sẽ 45 phút, cú sút không vào. Đó là cú sút tốt đến từ vị trí của Thanh Quang. Nguyễn Sơn, cú sút xa rất nguy hiểm. Bóng tiếp tục hướng đến Tuấn Sĩ, trong biên rất hay, cơ hội không vào. Đình Mộc sút xa rất nguy hiểm, đường chuyền cho Thanh Quang, cắt ngang không vào, rất đáng tiếc. Bóng vừa rồi đã khẽ chạm cột dọc. Không được. Đó vẫn là một tình huống cản phá tốt đến từ Thanh Quang. Đây là Phong Còn, rất đắt léo. Phong Còn định làm gì đây? Rất hay, cú sút không vào. Và đó là bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên của Phong Còn trong giải bóng đá năm nay. Tình huống xử lý rất tay đến từ cầu thủ mang áo số 16. Và bàn thắng mở tỷ số đã đến với cầu thủ Bạch Ngưu. Đây là cơ hội rất nguy hiểm. Vào! Rất nhanh thôi, tỷ số bây giờ đã là 1-1. Một tình huống sai lầm đến từ hàng phòng ngự của các cầu thủ Bạch Ngưu. Và họ đã phải trả giá bằng một bàn thắng và một bàn thua. Một bàn thua rất đáng tiếc. Thành qua cơ hội sút xa. Rất hay, cú sút ngay. Chiêu cơ, cú sút chiêu cơ. Và như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho cầu thủ Bạch Dương, Bạch Ngưu. Cầu thủ mang áo số 66 bên Hắc Ngưu, đó là Tiến Sửu. Tiến Sửu đã được vào sân. Xin lỗi, đó là Tiến Tửu. Cú sút không được. Linh Mộc. Đây là Siêu Cổ. Đường cắt bóng rất hay của Tiến Tửu. Không được. Đường chuyền là có ý tưởng của Tiến Tửu. Tiếp tục là cú dứt điểm. Tuấn Tửu. Đường chuyền rất hay. Ôi, vào! Và 2-1, xin lỗi, đó là cái bàn thắng gỡ hòa tỷ số 2-2 tới từ cầu thủ Hắc Ngưu. Và cầu thủ vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 18 Quý Đạt. Cắt bóng rất tốt đến từ Tiểu Hoàng Hà, xuất xa. Linh Mộc, Tuấn Sĩ, cú sút của Tuấn Sĩ không vào. Người đang đứng trước bóng bây giờ đang là Linh Mộc. Đường chuyền của Linh Mộc cho dọc cơ, sút không vào. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trận bóng đá
trong khuôn khổ giải đấu chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày ra trường kết nối ký ức. Lý Mộc ra đài bên trong là Tuấn Cọt, tiếp tục là Ninh Mộc không được Mất Lý Tiến Tử. Tiến Tử đã để mất bóng và đây là cơ hội cho Phong Cọt được chuyền vào rất nguy hiểm. Một cơ hội được chuyền rất hay của Tiến Tử, cú lốp bóng đáng tiếc nó lại không qua được đôi tay của thủ thành Ngọc Tuấn. Đây là Tiến Tử được chuyền rất hay, vẫn còn anh Tài. Anh Tài vào sân và đang mang lại những cơ hội thực sự. Cú sút này được chuyền hay, tôi quá đáng tiếc dành cho Vân Lý. Anh Tài Tiến Tử đường căn ngang vừa rồi không đến được chân của Hải A Ba. Bóng lập bập trước khung thành của Hắc Hữu. Bên phía đội hình của Hắc Hữu. Mất Lý. Được chuyền Hải A Ba. Và tỷ số được nâng lên là 3-2 dành cho cầu thủ Hắc Hữu. Một tình huống dứt điểm rất tinh tế tới cầu thủ mang áo số 21 Hải A Ba. Cú sút không phải là quá mạnh, tuy vậy bóng lại đi rất và vào sân là cầu thủ mang áo số IND Minh Tô Tỷ. Minh Tô Tỷ sẽ vào sân và chơi ở vị trí hậu vệ biên rất nguy hiểm, và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ Mạnh Như. Quá bất ngờ đối với cá nhân của Tuấn Thành cũng như tất cả khán giả đang có mặt trên sân Trung học phổ thông Yên Hòa. Bàn thắng gỡ hòa tỷ số 3 đều và Ngọc Hoàng. Phong Con, đây là cơ hội cho Phong Con. Trận đấu quá cảm xúc đến đến thời điểm hiện tại. Và bàn thắng sang bằng cách biệt 3 đều đã tới. Và người ghi bàn không ai khác là cầu thủ. Và cầu thủ ghi bàn không ai khác đó chính là cầu thủ mang số 16 Phong Còn. Cú sút xa. Vừa rồi là chưa chuẩn xác. Bóng trở lại với Hạng Hữu. Đây là cơ hội cho Hạng Hữu. Không vào. Cơ hội đến với siêu VIP không vào. Một tình huống đối mặt của siêu VIP với khung thành của Hắc Nghiu. Một điều bất ngờ gì cả. Cú sút của Nguyễn Sơn không vào. Đây là cơ hội phản công cho Bạch Nghiu. Dùng dễ dãi, đường chuyền rất hay. Ngọc Hoàng, đây là siêu VIP. Cú sút không vào. Là một sai lầm đến từ Lê Bách. Thật không hiểu còn đang có chuyện gì xảy ra đối với Lê Bách trong trận đấu này nữa. Lê Bách. Cho anh Tố vào kìa. Liên tiếp là những tình huống hơ hình đến từ Lê Bách. Siêu VIP. Cơ hội đến với Bạch Ngưu. Siêu VIP. Tỷ số bây giờ đã là 6-3. Và người góp mặt trên bảng điểm số là cầu thủ mang số 85 siêu VIP. Anh Thành. Bây
giờ là theo rồi. Tiến Tiểu sẽ là được cắt ngang hay chẳng? Đường chuyền cột 2, Hoàng Trọng sút bóng vào. Tiếp A3. Tiến Tiểu. Đây là hiệp 3-3. Quá thoáng rồi, Hoàng Trọng sút vào. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-6. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 85, Hoàng Trọng. Anh Thành đáng tiếc đó là đường truyền cho Quý Đạt. Và ngay lúc này thì trọng tài Cương Hà cũng đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Đấu khép lại sau 90 phút với tỷ số là 6-4, nhưng về các cầu thủ bên phía Bạch Nghiêu. Thank you.